Này đây trong năm. Chào tất cả anh em nhé. Mình là Trung Bonsai, hôm nay theo Đa Phủ Vũ Song Hồng đi ngắm cây phôi si búp đỏ. Đây nói đỏ là đúng đỏ luôn. Nhưng mà cái bó này là cho anh em ngắm tí nhỉ. Cái lá này, lộc này. Còn là cái cây này thì lộc lên tua tủa lên rồi. Đấy. Ổn. Gốc rất là to. Đấy, cây này vanh của nó khoảng độ 1.6, 1.7 đấy. Không, mầm dưới thì đôi khi là cũng không không. À, cũng đến lúc phải buông rồi, rễ nhiều lắm. Không, nhưng mà đang đang ủ vậy cũng không sao. Bóc bóc luôn bên kia ra cho anh em ngắm tí này. Đây một trong những cái phôi nhá, so sánh người của Đa Phủ Vũ Sống Hồng anh Hoàng thì nó khá là to rồi. Nay thì chúng tôi cũng 1 2 cỡ gần 50. Được 50. Đây đỏ. Lá này. Công nhận là lá đẹp đấy. Lá này. Đấy gọi là đỏ chứ còn. Phôi này thì rất nhiều đầu. À. Đỉnh trên. Phần dưới thì không chê nhưng mà phần đây lên là hơi nhiều triệu. Để cây thì một năm nữa thì chắc cái này mà xếp bia xếp phân vào nữa thì lở kinh khủng đúng không? Cây cũng nghệ thuật phết. Đây thì chúng tôi cũng đang đi săn lùng những cái phôi quy si quý. Phôi này là một trong những cái phôi mà cũng khá là đẹp. Cao khoảng độ bao nhiêu anh Hoàng ơi? 60 không? 60. 60. Đấy. Nào chăn nuôi phôi này thì tuyệt vời đúng không nha. Với suy nghĩ nữa không? Cái này bây giờ chỉ ủ qua cái chăn thôi đúng không? Nhưng mà vẫn ủ thêm vào đây rễ này. Úi xù, khỏe thế. Đây nó ngoài mà. Định hình lại lần nữa. Đi định hình lại lần nữa thì nó đẹp. Định hình gì? Về sau chỉ cần làm mềm mại chỗ này một tí là đẹp. Đấy, cây phôi mà như này thì nói chung là phôi này vẫn phải đắp anh ạ, vẫn ủ đấy. Ừ. Em vẫn ủ dưới nhà, vẫn ủ phôi của em. Không có thêm vào đây gì cát nữa. Cho nó đầy đầy như thế. Cho rễ ra nó bao giờ nó khỏe được thổi sao. Cho những rễ này nó mập mạp. Và cứ một tuần hòa cái thuốc N3M đấy. Cứ hòa một xô độ khoảng một thìa. Em vẫn phun nữa. Em vẫn phun thì rằng em vẫn phun thuốc kích thích đây. Ui lá. Đừng phân, hơi phân chết. Nếu anh bây giờ anh xuống xem lá của em nó to hơn lá anh. N3M trong ông Ngọc bán đây. Đúng rồi, trong mới mua đây mấy nọ. Mấy cứ một tuần mày phang nó một lần đó. Đây nó ra nó mập. Đây kinh nghiệm của anh em nhá. Nếu mà anh em mà trong vòng mà nó ra rễ rồi ổn, anh em chỉ hòa nhẹ nhẹ thôi. Đấy, anh em phun vào hoặc là hòa cho vào. Tuần lần. Thì cái đây nó mập nhá mà rễ rồi. Rễ cứ to không là ok rồi, khỏe khỏe. Nhưng cái này thì đạt được 90% rồi nhỉ. Là mình thích cái chất liệu lá này này. Đây, nếu mà bác nào thực sự quan tâm thì với những cái phôi này thì anh em cũng vẫn có thể giao lưu được. Chậu rất là to nhá. Đây chậu này mà sau này mà chậu này mua đâu đấy? Ở Đà Nẵng. Mãi là nó được. Đi cô trên đường gặp là mua. À đi ô tô gì? Đấy. Nhiều tiền không? Xẹo. Đâu. Cây đào ra. Cái form dáng này cũng được. Cái form dáng nó nằm đây lạ lạ khác so ở đây đúng không? Form dáng chậu này tưởng đây nó lúc cây này nha. Còn ông nhau nếu mà mua cái này về mà ông nào mà mua cái chậu xếp vào đấy 3 bì phân nữa thì cho ăn đây, thêm ít mứt vào nữa thì có mà. Bây giờ xuống thăm cây của mình tí nhỉ, cây ông Tân đấy. À rồi. Xem tình hình nào còn mấy bữa khỏi chân người ta dọn thôi. Dọn thôi chứ. Phôi này thì chủ nhân cũng đang có ý định giao lưu cho bác nào thực sự quan tâm mà hiểu được giá trị đích thực của nó nhé. Một trong những cái phôi mà nó đỏ lá mà cây này cũng khá là già đấy, độ nhũn độ nhiếc có rồi thì vấn đề vài đường đục đẹp nữa thôi thì cây này thì giá trị rất cao, nhưng mà anh nói là lấy về thì đúng là cũng chưa có thời gian để đục đẽo, nên là nếu bác nào thực sự quan tâm mà thích tác phẩm này thì cứ alo trực tiếp cho chúng tôi.
Số điện thoại thì chú bonsai sẽ để ở trên để cho anh em tham khảo giá nhé. Một trong những cái cây mà nó đặc như này mà lại có nhiều điểm bóc. Đấy, tay cành rất là nhiều, mầm nào cũng lên. Đấy, lá đã bao đỏ rồi. Ra phát đỏ nó từ từ trong cành nhá. Đây này, cái dòng này từ hướng cuống này. Kinh chưa? Đỏ đây này. Khỏi chê. Đỏ thì không chê được. Đấy. Được, đây này được. Cá tiền. À. Đi đây ông. Đây đây còn một cây nữa đi, ngó cây kia. Có cái cây nữa cho bên kia, cây kia thì nó khô. Đấy, nhìn chê cây nó như thế. Đấy, thực ra là bác nào quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho chúng bonsai theo số điện thoại là 0978 396 477. Là một trong những cây này mà giá thành cũng như là sản phẩm mà anh em đưa ra để gửi tới tất cả anh em đam mê chỉ việc chăm sóc thôi. Tạo tác hay không nào thì chúng bonsai công khai luôn giá là tầm 27 triệu. Đấy nhá, 27 triệu cho bác nào quan tâm nhé. Nếu mà alo sớm thì còn phục hồi rất là to khủng. Đấy, thực ra là trước rồi chủ nhân anh Hoài cũng có ý định giao lưu thì là có đề lên đây, đẹp quá. Số điện thoại của Trung Bonsai là 0978 396 477 nhé. Nếu bác nào quan tâm thì sớm thì còn. Đấy là giá cả thì anh em có thể thương lượng một chút đấy, nhưng mà giá nó cũng gần chính xác như đây. Một trong những cái cốt mà nếu kỳ tới mà chúng tôi chỉ đục qua lại một tí thôi thì chắc chắn là cây nó sẽ lên rất nhiều tiền. Và hai là lá nó đấy, người đang phủ phủ trong bông thì cũng đang tính toán ở bên kia. Có kết thì kết nhanh thôi. Để mà chăn nuôi cái phôi này thì sẽ rất là nhiều tiền. Mini nhá, già này. Hàng này bỏ xuống dưới đất thì có mà và cái nhỏ. Đấy, thực ra là cái hàng nhỏ thì chăn nuôi một thời gian nữa thôi thì mini mà cấy bằng trọng này thì mẹ khác đấy thì cấy dưới đất. Được cái là cũng chăm sóc tốt. Đây, hàng quý là cất ở đằng sau đây. Cái này thì nó khô rồi. Đi phát là nó cựa ấy mà. Kỳ tới đây có rất nhiều những cuộc triển lãm được diễn ra, nhưng anh em cũng đang đi săn hàng giáo diết thì bác nào thực sự muốn sở hữu cho mình một vài tác phẩm ở trong vườn, những tác phẩm mà anh em có thể khai thác cũng như tạo tác được thì cứ alo cho chúng tôi. Không thoát được. Thoát được không nhỉ? Nó giống như chậu mà nó không thoát được cũng tốt mà. Đằng nào nó vẫn thoát. Mô hình cây cây rất hiện đại này. Đúng là nói không phải vầy thôi. Ông Hồng ạ, phải nằm vầy chứ không có cỏ lắm lắm. Đấy một tay một, xong kia sau kiếm cái gì nữa, đóng cứ vài cây vào một cây. Cứ phải đóng vài cây vào một cây. Trước mùa thằng Sơn đấy đúng không? Ừ. Cái này thì nhìn dáng cũng được đấy, ông Hồng công nhận không? Nó vậy nó khô. Nó khô mà cắt giật được rồi đây này. Cái này dáng được, đây này nó ra cái mầm, cái này đẹp quá. Đẹp thế, mấy cái mầm. Mầm đây này. À. Đây là đẹp, chó chạy xịt ra đây một nhịp này, ra đây này. Vâng. Xong lại bẻ ngược về đây này. Vâng. Đấy, chứ đừng bao giờ. Các ông nhà mình nhà qua can cái tội này này, rất nhiều ông mà ta gặp này. Thí dụ đây nhá. Nó đang đi ra thẳng đây, xong bắt đầu là ông cắt gái nó ra mầm bên này lại kéo ngược nó sang bên này. Vâng. Không thể nào ngửi được, nó bị trôi. Nè đẹp nhỉ? Bị trôi mắt. Cái này nè cũng đẹp. Đẹp. Dạ. Em thật anh nhá, nếu mà bình thường anh có cái đuống thì anh cứ bỏ xuống đấy, anh quên một thời gian đi thôi. Ông nhận không? Tất nhiên là bỏ chậu này thì nó gớm rồi. Đây nếu nó có mầm chỗ này này là ngon này, thấp thấp một tí đây đây nữa mới là ngon này. Khu này này. Đúng rồi. Khả năng ra đây này. Ra mầm đây thì bên nào nó thấp xuống đây này cái khẩu này nó ngắn. Vâng. Và nó chạy ra đây một đường, cứ phải cho nó chạy ra một đường đã. Giật tiếp luôn. Chứ đừng có kéo vòng vòng tròn tròn kiểu này nhá, lỗi thời lắm này đấy. Vâng. Có những ý kiến anh em đang tham khảo bên kia. Cây si này già quá. Cây si này, một trong những cây si mà cổ nhá, cây cổ nhá. Đẹp quá, vách này nhìn. Gặp bên Triệu thì khai thác rồi. Đúng cả hai thằng cộng mình cho nó đi. Bậy gơ. Tập trung lúc đẩy. Cây này có nhiều điểm để mà khai thác ở trong một cái cây si này. Đào Phù Hồng thì đang nghiên cứu bên kia. Này ngày trước nó bám gốc dừa. Đây bám một cái hông gốc dừa này. Mất một cái vách. Anh đang đóng một cái cành đằng sau lại. Nhưng nếu chung một sai thì vẫn
quét đục kia là một cái miếng rất là hay, không nhất thiết phải đóng ra này. Rồi, Trung Mô Sai cũng xin được dừng video ở đây nhé. Nếu bác nào quan tâm đến những tác phẩm mà Trung Mô Sai vừa chia sẻ thì cứ liên hệ trực tiếp với Trung Mô Sai. Số điện thoại của Trung Mô Sai cũng đã đề lên trên rồi, 0978396477. Nếu bác nào quan tâm thì giá cả thì anh em có thể alo nhé. Cây này thì chúng tôi cũng chưa có ý định giao lưu cây trước, cây này nó đang còn mới đưa vào, đang còn phải chăn nuôi. Cây phôi đằng trước kia bác nào quan tâm thì giá yêu thương như thế mà Trung Mô Sai cũng đã đọc rồi. Riêng thằng này lại phải ra gầm gầm đây cho nó xuôi ra đây. Vâng. Cho nó chạy về đây này. Riêng này chạy đây rồi. Giả lắm rồi. Thằng này chạy hai bên này. Đấy là liền chứ nhờ, không đóng điếc gì nhờ anh Hoàng nhờ. Liền. Con này được đấy, con này chơi được. Đây này. Nói chung là con này là chăm sóc chân thôi, 7 triệu cho bác nào quan tâm nhé. Giá 7 triệu thôi. Hàng, nói chung là hàng này liền khối luôn. Rẻ lắm rồi. Trước đó thì mua của em Sơn Bonsai thì chắc anh em cũng biết rồi. Nó chỉ một gang tay thôi nhưng mà nó là hàng chơi, đồ quý. 7 triệu nhé, giá giao lưu tại vườn cho anh em nào thích thì alo thôi. Sớm thì Trung Bonsai sẽ ưu tiên ship tận nơi. Được, chơi được. Miễn phí ship cho anh em. Đắt nói mực. Đấy ta vừa nói à, thế à? Vâng, ok anh nhá. Vâng. Yeah.